Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Chương trình tối nay thứ năm ngày 18 tháng 7 có những nội dung đáng chú ý sau. Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa viếng nghĩa trang liệt sĩ, thăm tặng quà các gia đình chính sách nhân kỷ niệm 77 năm ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7. Xuất khẩu hàng hóa của Thanh Hóa đạt trên 2,8 tỷ đô la Mỹ, 6 tháng đầu năm tăng gần 22% so với cùng kỳ. Huyện Quảng Xương phát huy tiềm năng thế mạnh phát triển du lịch biển. Thưa quý vị và các bạn, nhân kỷ niệm 77 năm ngày Thương binh Liệt sĩ, sáng nay ngày 18 tháng 7, đồng chí Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã dâng hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ đang yên nghỉ tại nghĩa trang liệt sĩ quốc tế Đồng Tâm, thăm tặng quà cho các gia đình chính sách trên địa bàn huyện Bà Thước. Tham gia đoàn công tác có các đồng chí Phạm Thị Thanh Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh; Đào Xuân Yên, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Nguyễn Quang Hải, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh; đại diện các ban ngành, đoàn thể cấp tỉnh và huyện Bà Thước. Trong không khí trang nghiêm, thành kính, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đỗ Minh Tuấn cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh, các thành viên trong đoàn công tác đã dâng hoa, dâng hương, dành phút mặc niệm, bày tỏ lòng tri ân và biết ơn sâu sắc các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì độc lập tự do cho Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân, vì nghĩa vụ quốc tế cao cả với nước bạn Lào. Trước anh linh các anh hùng liệt sĩ, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân các dân tộc tỉnh Thanh Hóa nguyện đoàn kết một lòng, phát huy truyền thống cách mạng của quê hương, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, quyết tâm thi đua thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và nghị quyết số 58 của Bộ Chính trị, không ngừng đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa quê hương, đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam sau chủ nghĩa với mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, xây dựng quê hương Thanh Hóa anh hùng ngày một giàu đẹp, trở thành cực tăng trưởng trong tứ giác phát triển ở phía Bắc của Tổ quốc, trở thành tỉnh kiểu mẫu như sinh thời Bác Hồ kính yêu hằng mong muốn, xứng đáng với sự hy sinh của các anh hùng liệt sĩ. Sau lễ dâng hương tại nghĩa trang liệt sĩ quốc tế Đồng Tâm, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đỗ Minh Tuấn đã đến thăm hỏi, động viên, tặng quà bà Trần Thị Lan, mẹ liệt sĩ Hà Chí Thanh ở thôn Tôm, xã Ái Thượng, và bà Lê Thị Sắc, mẹ liệt sĩ Nguyễn Đình Diện ở thôn Điền Tiến, xã Điền Lư, huyện Bá Thước. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống của các mẹ liệt sĩ, bày tỏ sự tri ân sâu sắc đối với những đóng góp của các mẹ liệt sĩ, các gia đình có công với cách mạng trong công cuộc giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị cấp ủy, chính quyền huyện Bá Thước tiếp tục thực hiện hiệu quả chính sách người có công, quan tâm giúp đỡ các gia đình chính sách bằng những việc làm thiết thực, cụ thể, đẩy mạnh phong trào đền ơn đáp nghĩa, hỗ trợ tạo điều kiện thuận lợi nhất để các gia đình chính sách khắc phục khó khăn, vươn lên trong cuộc sống. Nhân kỷ niệm 77 năm ngày Thương binh Liệt sĩ, các đoàn công tác của tỉnh Thanh Hóa đã đến viếng các anh hùng liệt sĩ, thăm tặng quà các gia đình chính sách trong và ngoài tỉnh. Trong hai ngày 17 và 18 tháng 7, đoàn đại biểu tỉnh Thanh Hóa do đồng chí Mai Xuân Liêm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn đã đến dâng hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ tại nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang, nơi an nghỉ của gần 1.900 liệt sĩ của 32 tỉnh thành phố trong cả nước, trong đó có 181 liệt sĩ quê Thanh Hóa. Trước anh linh các liệt sĩ, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Thanh Hóa nguyện đoàn kết một lòng, vượt qua mọi khó khăn, phấn đấu xây dựng tỉnh Thanh Hóa ngày một giàu đẹp, văn minh, xứng đáng với sự hy sinh của các anh hùng liệt sĩ. Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Mai Xuân Liêm và đoàn đại biểu tỉnh Thanh Hóa đã dâng hương tại đền thờ các anh hùng liệt sĩ mặt trận Vị Xuyên trên điểm cao 468 thuộc thôn Nậm Ngặt, xã Thanh Thủy, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang. Trong cuộc chiến đấu bảo vệ Tổ quốc ở biên giới phía Bắc từ năm 1979 đến năm 1989, mặt trận Vị Xuyên có những điểm cao như 1509, 772, 685, được ví như lò vôi thế kỷ vì tính chất khốc liệt. Hàng vạn người con đến từ khắp mọi miền của Tổ quốc, trong đó có con em của tỉnh Thanh Hóa, đã hiến dâng tuổi thanh xuân, chiến đấu hy sinh để bảo vệ từng tấc đất thiêng liêng nơi địa đầu Tổ quốc, bảo vệ độc lập, chủ quyền quốc gia và cuộc sống bình yên của nhân dân. Đoàn công tác của tỉnh do đồng chí Đầu Thanh Tùng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn, dâng hương tại nhà thờ Bác Hồ và nhà bia ghi công các anh hùng liệt sĩ của huyện Đông Sơn, bày tỏ lòng biết ơn vô hạn trước công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh
đối với sự nghiệp cách mạng của dân tộc và sự hy sinh của các anh hùng liệt sĩ vì độc lập tự do của Tổ quốc. Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã thăm, tặng quà bà Nguyễn Thị Tuân là vợ liệt sĩ ở khu phố Toàn Tân, thị trấn Rừng Thông, thăm bệnh binh Doãn Viết Bình ở thôn Kim Sơn và thương binh Trần Văn Châu ở thôn Hiệp Khởi, xã Đồng Tiến. Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước những đóng góp hy sinh của các gia đình liệt sĩ, thương bệnh binh cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc. Mong gia đình người có công tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, tích cực đóng góp cho sự phát triển của địa phương. Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị cấp ủy chính quyền, các ban ngành đoàn thể của huyện Đông Sơn tiếp tục quan tâm thực hiện đầy đủ chính sách của Đảng, Nhà nước, quan tâm nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho các gia đình người có công trên địa bàn huyện. Đồng chí Nguyễn Tiến Hiệu, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Quản lý khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp, Công đoàn công tác của tỉnh Thanh Hóa đã dâng hương tại khu tưởng niệm Bắc Hồ, xã Yên Trường và nghĩa trang liệt sĩ huyện Yên Định, tri ân công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, người đã cống hiến hy sinh trọn đời mình cho sự nghiệp cách mạng giải phóng dân tộc và các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân. Đồng chí Trưởng ban Quản lý khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp tỉnh, Công đoàn công tác cũng đã đến thăm hỏi gia đình ông Trương Bá Đức, bệnh binh 2/3 ở khu phố 3, ông Trần Huy Ngoạn, thương binh 4/4 ở khu phố Thành Phú, thị trấn Quán Lào và bà Nguyễn Thị Nhung, vợ liệt sĩ ở thôn Phú Thọ, xã Đình Tăng, huyện Yên Định. Bày tỏ sự biết ơn sâu sắc đối với những cống hiến của các thương bệnh binh, gia đình chính sách đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và xây dựng quê hương đất nước. Đồng chí Trưởng ban Quản lý khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp tỉnh đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền huyện Yên Định tiếp tục quan tâm hơn nữa công tác đền ơn đáp nghĩa, thực hiện hiệu quả chính sách của Đảng, Nhà nước đối với người có công với cách mạng. Chiều nay, Chính phủ đã tổ chức hội nghị trực tuyến với các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài và các địa phương về đẩy mạnh công tác ngoại giao kinh tế, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế 6 tháng cuối năm và những năm tiếp theo. Dự hội nghị tại điểm cầu Thanh Hóa có đồng chí Đậu Thanh Tùng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, đại diện lãnh đạo các sở ban ngành cấp tỉnh và đại diện Liên hiệp các tổ chức hữu nghị, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh và VCCI Thanh Hóa. Sau tháng đầu năm 2024, các hoạt động đối ngoại Việt Nam tiếp tục đưa nội dung kinh tế là trung tâm. Việc thúc đẩy mở cửa thị trường xuất khẩu, tăng cường thu hút nguồn lực hợp tác đầu tư trong các lĩnh vực mới như kinh tế xanh, chuyển đổi năng lượng, nông nghiệp công nghệ cao, du lịch, lao động, được chú trọng lồng ghép và cụ thể hóa thành các cam kết, dự án cụ thể trong mọi hoạt động đối ngoại cấp cao với các đối tác Đông Bắc Á, châu Âu, Bắc Mỹ. Sau tháng cuối năm và thời gian tới, dự báo tình hình quốc tế sẽ có những diễn biến phức tạp, khó lường. Các bộ ngành địa phương thống nhất bám sát tinh thần, 5 quyết tâm, 5 đảm bảo, 5 đẩy mạnh của Thủ tướng Chính phủ trong ngoại giao kinh tế, tập trung triển khai có hiệu quả chiến lược ngoại giao là giữ vững môi trường và cục diện đối ngoại hòa bình, hoạt động đối ngoại cấp cao được thực hiện đồng bộ, hiệu quả, thực chất, lồng ghép nội hàm kinh tế, công nghệ vào chương trình hội nghị và coi đây là bệ phóng cho ngoại giao kinh tế. Tiếp tục rà soát định kỳ đôn đốc tiến độ triển khai các cam kết thỏa thuận, thúc đẩy các hoạt động ngoại giao công nghệ, huy động nguồn lực quốc tế cho chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và chuyển đổi năng lượng, nâng cao hàm lượng dự báo trong nghiên cứu, tham mưu phục vụ chính phủ điều hành kinh tế xã hội và tạo chuyển biến thực chất trong đào tạo bồi dưỡng và nâng cao năng lực thực thi nhiệm vụ ngoại giao kinh tế. Hôm qua ngày 17 tháng 7 tại huyện Thường Xuân, đồng chí Phạm Thị Thanh Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh đã dự lễ khởi công xây dựng nhà tình nghĩa cho gia đình thương binh Lương Văn Sum ở khu phố Tiến Sơn 1, thị trấn Thường Xuân. Ông Lương Văn Sum là thương binh hạng 4/4, gia đình thuộc hộ cận nghèo. Ngôi nhà sàn của gia đình ông được xây dựng từ năm 1979, đến nay đã xuống cấp. Thực hiện chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về cuộc vận động hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, hộ gia đình chính sách, hộ còn khó khăn về nhà ở trên địa bàn Thanh Hóa trong 2 năm 2024-2025, Thường trực Huyện ủy Thường Xuân đã hỗ trợ gia đình ông Lương Văn Sum 80 triệu đồng xây dựng nhà ở. Đây là công trình hướng tới kỷ niệm 77 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, phát huy tinh thần đạo lý uống nước nhớ nguồn, tri ân những người có công với cách mạng của Ban chỉ đạo cuộc vận động huyện Thường Xuân. Sáng nay ngày 18 tháng 7, Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Thanh Hóa đã khai mạc chương trình Hành trình đỏ giọt hồng xứ Thanh lần thứ 12 năm 2024. Đến dự lễ khai mạc có ông Trần Ngọc Quế, Giám đốc Trung tâm Máu Quốc gia, Phó trưởng ban tổ chức Hành trình đỏ Trung ương.
đồng chí Đầu Thanh Tùng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng ban Vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Thanh Hóa, đại diện lãnh đạo các ban sở ngành, đoàn thể tỉnh Thanh Hóa cùng hàng ngàn tình nguyện viên tham gia hiến máu. Sau 12 lần tổ chức hành trình đỏ với thông điệp kết nối dòng máu Việt, ngày càng nhận được sự tham gia phối hợp của nhiều ban ngành địa phương. Thanh Hóa là một trong 5 tỉnh thành phố của cả nước tổ chức trọn vẹn cả 12 kỳ hành trình đỏ. Số đơn vị máu nhận được năm sau cao hơn năm trước. Năm 2023, Thanh Hóa đã vận động tiếp nhận được trên 50,3 nghìn đơn vị máu và trên 1 nghìn tiểu cầu. Tỷ lệ dân số tham gia hiến máu đạt 1,36%. Phát biểu tại lễ khai mạc, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đầu Thanh Tùng ghi nhận, biểu dương chương trình hành trình đỏ trong góp phần nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân về hiến máu tình nguyện, tin tưởng hành trình đỏ lần thứ 12 tại Thanh Hóa sẽ góp phần làm chuyển biến mạnh mẽ phong trào hiến máu tình nguyện tại tất cả các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền tiếp tục quan tâm lãnh đạo chỉ đạo công tác tuyên truyền vận động, kêu gọi các tầng lớp nhân dân có đủ điều kiện về sức khỏe tham gia hiến máu nhắc lại và tích cực hưởng ứng chiến dịch Những giọt máu hồng do Ban chỉ đạo quốc gia vận động hiến máu tình nguyện phát động. Tại lễ khai mạc, ban tổ chức đã trao bằng khen của Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam và Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa cho các tập thể, cá nhân, gia đình có nhiều đóng góp cho phong trào hiến máu tình nguyện trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Tiếp đó, hàng ngàn tình nguyện viên đến từ các cơ quan, đơn vị địa phương trong tỉnh đã tham gia chương trình hiến máu tình nguyện giọt hồng xứ Thanh. Nằm trong chuỗi các hoạt động của hành trình đỏ, sáng nay ngày 18 tháng 7, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Thanh Hóa đã phối hợp cùng Hội Chữ thập đỏ thành phố Hà Nội tổ chức chương trình An toàn cho ngư dân nghèo khó khăn năm 2024 tại huyện Quảng Xương và Hoàng Hóa. Chương trình đã bàn giao kinh phí hỗ trợ xây dựng một nhà nhân ái trị giá 50 triệu đồng cho hộ ngư dân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại xã Quảng Nham, huyện Quảng Xương. Còn tại xã Tiên Trang, huyện Quảng Xương và các xã Hoàng Tiến, Hoàng Hải, Hoàng Đông, huyện Hoàng Hóa, đoàn đã trao tặng 50 xe đạp cho học sinh là con các hộ ngư dân nghèo, 140 suất quà cho các hộ ngư dân nghèo. Tổng kinh phí chương trình 413 triệu đồng do các cấp Hội Chữ thập đỏ thành phố Hà Nội cùng một số nhà hảo tâm tài trợ. Đây là hoạt động nhằm động viên các gia đình, con em ngư dân nghèo có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Quảng Xương vươn lên ổn định cuộc sống, yên tâm lao động sản xuất, đồng thời thể hiện truyền thống đoàn kết, tương thân tương ái của các cấp Hội Chữ thập đỏ và cộng đồng xã hội, góp phần phát huy vai trò của ngư dân tham gia bảo vệ chủ quyền biển đảo Tổ quốc. Thưa quý vị và các bạn, từ đầu năm đến nay, xuất khẩu hàng hóa của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa phục hồi tích cực. Tổng giá trị xuất khẩu 6 tháng đạt trên 2,8 tỷ đô la Mỹ, tăng gần 22% so với cùng kỳ và bằng 48% kế hoạch năm. Với những thuận lợi cơ bản về đơn hàng và thị trường, xuất khẩu hàng hóa năm 2024 nhiều khả năng sẽ đạt và vượt mục tiêu kế hoạch đề ra. Dệt may là ngành hàng xuất khẩu chủ lực của tỉnh Thanh Hóa. Từ đầu năm 2024 đến nay, các doanh nghiệp dệt may đã sản xuất trên 319 triệu sản phẩm, tăng 12% so với cùng kỳ. Trong đó xuất khẩu đạt 205 triệu sản phẩm, tăng 14,5% so với cùng kỳ. Bên cạnh những tín hiệu tích cực do nhu cầu thị trường tăng, các doanh nghiệp dệt may Thanh Hóa đã chủ động, linh hoạt, đa dạng hóa thị trường. Nhờ vậy, nhiều doanh nghiệp đã có đủ đơn hàng đến hết năm nay. Thị trường tiếp tục đang rất là thuận lợi. Và cái đơn hàng cũng rất là nhiều, đặc biệt là cái thị trường chính của Hiệp hội Dệt may Việt Nam nói chung và Thanh Hóa nói riêng ấy là thị trường Mỹ và các nước EU. Thì ngoài ra hiện nay cái thị trường Ấn Độ và một số thị trường Trung Đông cũng rất là khởi sắc, cho nên mà cái đơn hàng thì có nhiều và chúng tôi hy vọng là cuối năm 2024 ấy thì cái giá nó sẽ quay lại như trước năm mà đại dịch Covid-19. Trong giỏ hàng hóa xuất khẩu chủ lực của tỉnh Thanh Hóa, các mặt hàng da giày, đồ gỗ, răm gỗ, nông thủy sản đều có sự phục hồi mạnh mẽ, tăng trưởng từ 15 đến 30% so với cùng kỳ. Toàn tỉnh có 212 doanh nghiệp tham gia xuất khẩu với 55 chủng loại hàng hóa đến 68 thị trường trên thế giới. Theo các doanh nghiệp, lạm phát tại các thị trường chính đã hạ nhiệt, kéo theo nhu cầu mua hàng tăng lên, tồn kho giảm, nhiều đối tác đặt đơn hàng ổn định trong thời gian dài. Cùng với đó, các doanh nghiệp cũng chú trọng đa dạng hóa mặt hàng, giữ vững chất lượng sản phẩm và tạo lợi thế cạnh tranh về giá. Ngoài những thị trường truyền thống của công ty, ví dụ như Mỹ, châu Âu hay Nhật Bản, thì hiện nay công ty đang khai thác thêm các thị trường khác, ví dụ như là Ấn Độ và Trung Đông. Công ty cũng vừa mở các cái hướng sang thị trường cả Nga để cho đa dạng hóa thị trường hơn. Hiện tại thì các đơn hàng là tương đối tốt. Cho nên về cái hoạt động của doanh nghiệp thì vẫn diễn ra một cách bình thường.
Năm 2024, tỉnh Thanh Hóa đặt mục tiêu tổng giá trị xuất khẩu hàng hóa đạt 6 tỷ đô la Mỹ, tăng 18,6% so với năm 2023. Như vậy, từ nay đến cuối năm, giá trị xuất khẩu phải đạt trên 3,1 tỷ đô la Mỹ, tương đương 52% kế hoạch năm. Với tâm thế những tháng cuối năm sẽ là cao điểm xuất khẩu, nên ngành công thương Thanh Hóa tiếp tục tập trung khơi thông thị trường, hỗ trợ doanh nghiệp khôi phục thị trường cũ, tiếp cận thị trường mới nhằm phấn đấu hoàn thành kế hoạch của cả năm. Sau một năm triển khai thí điểm mô hình 3.0 trong xây dựng chính quyền điện tử, tuy còn nhiều khó khăn, song bước đầu đã cho thấy những tiện ích trong giải quyết các thủ tục hành chính cho người dân. Hiện nay các địa phương đang tiếp tục triển khai mở rộng mô hình đến các xã, thị trấn trên địa bàn. Tháng 5 năm 2024, chị Nguyễn Thị Hồng Ngọc ở phố Đồng Lễ, phường Đông Hải, thành phố Thanh Hóa sinh con đầu lòng. Không cần phải trực tiếp đến làm các thủ tục tại Ủy ban dân phường như trước đây, nhờ triển khai mô hình 3.0, không khai báo thông tin nhiều lần trong thực hiện dịch vụ công, không dùng tiền mặt trong một số các dịch vụ thiết yếu và không cần tiếp xúc trực tiếp với chính quyền. Chị Ngọc chỉ cần ngồi tại nhà để thực hiện các thủ tục từ khai báo, cung cấp thông tin, hồ sơ yêu cầu cho đến thanh toán phí. Ngay trong ngày, chị đã nhận được giấy khai sinh cho con. Tôi có nhu cầu làm giấy khai sinh cho con, mà nhờ có chuyển đổi số mà tôi không phải đến ủy ban phường mà tôi có thể ngồi ở nhà và thực hiện các thao tác thông qua điện tử. Và sau trong một ngày mà tôi đã nhận được kết quả của hồ sơ. Trong cái mùa hè này, thì sử dụng cái số các cháu học sinh ở các trường đại học, cao đẳng và trung học trên địa bàn đang nghỉ, thì chúng tôi sẽ thành lập tiếp các cái tổ cộng đồng số ở các khu dân cư, các chung cư, các khu đô thị để tiếp tục hướng dẫn, vận động và cài đặt kết hợp cùng với ngân hàng, các ngân hàng trên địa bàn Thanh Hóa để thực hiện cái công tác là hướng dẫn 100% cái chữ ký số đến người dân, cũng như là cái việc là mở tài khoản ngân hàng đồng khác để thực hiện cái nội dung 3.0. Sau một năm thực hiện, trên địa bàn tỉnh có 228 xã phường thị trấn thuộc 20 huyện, thị xã thành phố triển khai mô hình 3.0. Trong đó có 72 đơn vị đã hoàn thành 16 tiêu chí. Tại các phường xã triển khai mô hình, 100% lãnh đạo quản lý, cán bộ công chức đã được cấp chứng thư số, chỉ đạo điều hành xử lý công việc trên môi trường điện tử. Văn bản hồ sơ công việc được tạo lập, xử lý ký số trên môi trường điện tử. Tuy nhiên, tỷ lệ người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến, thanh toán không dùng tiền mặt các dịch vụ thiết yếu tại nhiều địa phương, nhất là khu vực nông thôn chưa cao. Tỷ lệ người dân cài đặt và sử dụng chữ ký số cá nhân chưa nhiều. Để mở rộng mô hình 3.0, VNPT Thanh Hóa đã chỉ đạo các chi nhánh tích cực phối hợp, hỗ trợ các địa phương nâng cấp hạ tầng kỹ thuật, tổ chức các buổi tập huấn, hướng dẫn cài đặt các phần mềm chữ ký số cá nhân cho công dân địa phương. VNPT Thanh Hóa đã chỉ đạo các huyện thị phối hợp với chính quyền địa phương để xây dựng kế hoạch chi tiết cụ thể đến từng nhà văn hóa thôn, bản trên địa bàn. VNPT Thanh Hóa cũng sẵn sàng hạ tầng, dịch vụ và đường truyền kết nối đến các điểm tập trung người dân để hướng dẫn cài đặt dịch vụ cho người dân. Và chúng tôi cung cấp các dịch vụ cốt lõi của chương trình 3.0, gồm có dịch vụ chữ ký số, dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt và các cái nền tảng cung cấp dịch vụ thiết yếu và giao tiếp giữa chính quyền với người dân, tổ chức doanh nghiệp với người dân. Địa phương đã chủ động cái việc là nâng cấp cái đường truyền internet ở cái cấp xã và cấp thôn. Đặc biệt ở chúng tôi là nhà văn hóa của xã, nhà văn hóa của thôn, tất cả các điểm công cộng đều có wifi miễn phí. Và hai nữa là trang bị cái máy móc cho cán bộ công chức. Vì ở đây là đồng chí cán bộ công chức nào cũng có máy móc, cũng có máy vi tính và có cái máy scan để là đảm bảo cái việc là làm nhanh chóng cái thủ tục cho công dân. Đối với người dân, việc áp dụng mô hình 3.0 vẫn còn nhiều khó khăn, nhất là việc sử dụng chữ ký số cá nhân. Ở khu vực nông thôn, tỷ lệ người dân sử dụng điện thoại thông minh còn thấp, khả năng sử dụng công nghệ thông tin vẫn hạn chế. Nhằm khắc phục những rào cản này, rất cần các kế hoạch giải pháp toàn diện lâu dài để mô hình 3.0 thực sự phát huy hiệu quả, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân. Với đường bờ biển dài trên 12 km, bãi cát thoải dài và đẹp, hải sản tươi ngon, phong phú là nguồn tài nguyên thiên nhiên quý giá để huyện Quảng Xương tập trung khai thác, đầu tư phát triển du lịch biển thành ngành kinh tế mũi nhọn. Cách trung tâm thành phố Thanh Hóa hơn 10 km, khu du lịch biển Quảng Thái được công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư phát triển Quảng Thái xây dựng từ năm 2020.
khu du lịch sinh thái Quảng Thái Homestay and Restaurant với quy mô 1.000 m², sau hơn 4 năm đi vào hoạt động, đã có 30 phòng nghỉ hiện đại và tiện nghi. Đặc biệt, công ty còn chú trọng đến việc tôn trọng cảnh quan sinh thái tự nhiên khi thiết kế kiến trúc. Sau tháng đầu năm 2024, khu du lịch đã thu hút hơn 15.000 lượt khách đến tham quan nghỉ dưỡng. Mình cũng đã được nghe giới thiệu rất là nhiều lần về Quảng Thái, Quảng Xương, nhưng mà đây là lần đầu tiên mình đến với Quảng Thái. Và cảm nhận đầu tiên của mình khi đến đây đó là một cái môi trường du lịch sinh thái rất là tuyệt vời. Và cảnh quan cũng rất là đẹp, được đầu tư và có rất là nhiều quang cảnh. Hiện tại thì mình và các chị em trong nhóm của mình đang đi chụp ảnh ở khu vực xung quanh của khu du lịch Quảng Thái này. Và mình đang có một cái suy nghĩ là chắc chắn mình sẽ quay trở lại đây nhiều lần tiếp theo. Nhằm tạo bước đột phá trong phát triển du lịch biển, huyện Quảng Xương đã tập trung chỉ đạo tốt việc lập quy hoạch và quản lý quy hoạch chung về phát triển du lịch biển. Huyện cũng đẩy mạnh đầu tư nâng cấp hạ tầng giao thông để thu hút doanh nghiệp vào triển khai các dự án. Hiện toàn huyện đã có 54 cơ sở lưu trú với trên 530 phòng nghỉ phục vụ du khách đến tham quan nghỉ dưỡng. Nhiều cơ sở đã đầu tư thêm các loại hình dịch vụ khác nhằm hấp dẫn du khách khi đến tham quan nghỉ dưỡng. Từ đầu năm 2024 đến nay, các khu điểm du lịch biển của huyện Quảng Xương đã thu hút trên 120.000 lượt du khách, doanh thu hơn 60 tỷ đồng, cao hơn cùng kỳ năm trước 40%. Trong thời gian tới thì Quảng Xương tiếp tục xúc tiến, kêu gọi đầu tư các dự án du lịch, tuyên truyền vận động bà con nhân dân giữ gìn vệ sinh môi trường trong các cái khu điểm du lịch, đặc biệt là bảo vệ môi trường sinh thái của vùng ven biển để thu hút khách du lịch đến với Quảng Xương. Đối với các đơn vị đến đầu tư phát triển du lịch tại Quảng Xương thì huyện sẽ hỗ trợ về công tác giải phóng mặt bằng nhanh gọn để các nhà đầu tư khởi công dự án. Để thu hút khách du lịch đến tham quan và trải nghiệm mô hình sinh thái thì chúng tôi đã đưa các dịch vụ cắm trại kết hợp với các hoạt động vui chơi ngay dưới bãi cát biển và giới thiệu các cung cấp ngay nguồn hải sản tươi sống các ngư dân địa phương đánh bắt trong ngày. Sau 2 năm đưa mô hình trải nghiệm này thì lượt du khách đến với địa phương tăng đột biến. Ủy ban Nhân dân huyện Quảng Xương cũng đã thành lập Ban chỉ đạo phát triển du lịch biển, thành lập đường dây nóng tiếp nhận và xử lý thông tin du lịch, chỉ đạo các đơn vị ven biển thành lập các tổ cứu hộ cứu nạn và đảm bảo an ninh trật tự bãi tắm biển. Với những cách làm linh hoạt cùng sự vào cuộc tích cực của các cấp ngành địa phương và các cơ sở kinh doanh du lịch, hy vọng Quảng Xương sớm trở thành điểm nhấn trên bản đồ du lịch biển của cả nước. Sau 3 tháng, lực lượng Cảnh sát Giao thông Thanh Hóa ra quân thực hiện cao điểm tổng kiểm tra xử lý người điều khiển phương tiện mô tô, xe gắn máy, xe máy điện. Ý thức chấp hành luật giao thông đường bộ của người điều khiển phương tiện mô tô, xe gắn máy đã được nâng lên rõ rệt. Để phòng ngừa hạn chế tai nạn giao thông do xe mô tô, xe gắn máy gây ra, từ ngày 15 tháng 4 năm 2024 đến hết ngày 14 tháng 7 năm 2024, lực lượng Cảnh sát Giao thông toàn tỉnh đã phối hợp với các lực lượng cảnh sát khác và công an cấp xã tăng cường tuần tra kiểm soát, xử lý khép kín 24/24 giờ trên tất cả các tuyến giao thông đường bộ. Là địa bàn trọng điểm có lưu lượng người và phương tiện tham gia giao thông cao, Công an thành phố Thanh Hóa đã bố trí hàng chục tổ tuần tra khép kín trên các tuyến giao thông trọng điểm để vừa tuyên truyền nhắc nhở người tham gia giao thông tự giác chấp hành nghiêm luật giao thông đường bộ, vừa tiến hành kiểm tra xử lý nghiêm đối với người điều khiển mô tô, xe máy, xe đạp điện cố tình vi phạm. Sau gần 3 tháng triển khai, Công an thành phố Thanh Hóa đã kiểm tra gần 52.000 phương tiện, phát hiện và xử lý 2.000 trường hợp vi phạm, phạt tiền gần 2,5 tỷ đồng, tước giấy phép lái xe 150 trường hợp, tạm giữ gần 500 phương tiện. Qua 3 tháng thực hiện kế hoạch tổng kiểm soát về phương tiện mô tô, xe máy trên địa bàn thành phố Thanh Hóa, hiện tại đến giờ phút này thì cũng đã chuyển biến rất là tích cực. Một là ý thức của người dân đã được nâng lên về cái việc chấp hành luật an toàn giao thông khi tham gia giao thông. Hai là trong nhận thức của người dân đã tìm ẩn những cái việc rằng cần những cái gì và trang bị cho mình những cái gì để khi làm phương tiện tham gia giao thông trên đường. Sau 3 tháng triển khai, lực lượng Cảnh sát Giao thông toàn tỉnh đã tổng kiểm tra trên 500.000 lượt phương tiện mô tô, xe gắn máy, lập biên bản xử lý 23.000 trường hợp vi phạm, phạt tiền gần 35 tỷ đồng, tước giấy phép lái xe gần 2.000 trường hợp, tạm giữ gần 7.000 phương tiện. Nhờ triển khai quyết liệt đồng bộ các giải pháp, tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua đã có nhiều chuyển biến tích cực. Số vụ tai nạn giao thông liên quan đến mô tô, xe gắn máy giảm cả 3 tiêu chí, số vụ, số người chết và số người bị thương. Và cái tỷ lệ như chúng tôi đánh giá là vi phạm của người điều khiển phương tiện mô tô, xe máy là khoảng tầm 4,6%.
nó không nhiều, nhưng mà đi vào cái ý thức của người dân, người tham gia giao thông điều khiển phương tiện mô tô xe máy. Và chúng tôi thấy là cái việc này là cần phải tiếp tục, và mới rồi thì chúng tôi đã tham mưu giám đốc tiếp tục kéo dài kế hoạch 162 và tiếp tục thực hiện xử lý nghiêm các hành vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông đối với người điều khiển phương tiện mô tô xe máy và xe máy điện trên địa bàn Thanh Hóa. Mặc dù đã có nhiều chuyển biến tích cực trong ý thức chấp hành pháp luật của người dân khi tham gia giao thông, nhưng vẫn còn một bộ phận thanh thiếu niên học sinh vẫn thường xuyên vi phạm luật giao thông đường bộ. Vì vậy, lực lượng cảnh sát giao thông tỉnh Thanh Hóa sẽ tiếp tục huy động tối đa lực lượng phương tiện để tuần tra kiểm soát, xử lý người điều khiển mô tô xe gắn máy, kéo dài thời gian thực hiện kế hoạch số 162 đến hết tháng 9 năm 2024. Sau những trận mưa lớn vừa qua tại khu vực đồi Na Lo, xã Tân Phúc, huyện Lang Chánh, xuất hiện thêm nhiều vết nứt lớn có nguy cơ sạt lở cao. Qua kiểm tra thực tế, các vết nứt trước đây tại khu vực đồi Na Lo tiếp tục xuất hiện nhiều hơn và lớn hơn so với trước kia. Một số điểm có hiện tượng sụt lún đất có nguy cơ sạt lở bất kỳ lúc nào. Trước tình hình đó, Ủy ban Nhân dân huyện chỉ đạo xã Tân Phúc tiến hành di rời khẩn cấp 4 hộ dân sinh sống ngay khu vực chân đồi, đồng thời tiến hành vận động các hộ dân xung quanh sẵn sàng phương án di rời khi có mưa lớn xảy ra, đảm bảo an toàn tính mạng tài sản cho nhân dân. Năm 2023, tại khu vực này đã xuất hiện các vết nứt lớn đe dọa an toàn của 18 hộ dân sinh sống tại đây. Huyện Lang Chánh cũng đã đề xuất Ủy ban Nhân dân tỉnh triển khai phương án khắc phục đối với khu vực đồi Na Lo nhằm đảm bảo an toàn cho nhân dân trước mùa mưa bão. Thưa quý vị và các bạn, theo thông tin từ Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, từ đầu năm đến nay cả nước đã xuất hiện trên 684 ổ dịch bệnh dịch tả lợn châu Phi tại 45 tỉnh, thành phố, buộc tiêu hủy gần 45.700 con lợn, gây thiệt hại lớn cho người chăn nuôi. Để chủ động phòng chống kiểm soát dịch bệnh dịch tả lợn châu Phi kịp thời, hiệu quả, Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa đã ban hành chỉ thị số 11 yêu cầu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, giám đốc các sở, thủ trưởng các ban ngành cấp tỉnh có liên quan tập trung chỉ đạo, tổ chức triển khai quyết liệt, đồng bộ các nội dung sau: tăng cường thông tin tuyên truyền về tính chất nguy hiểm của bệnh dịch tả lợn châu Phi, nguy cơ dịch bệnh tái phát lây lan, các biện pháp phòng chống dịch bệnh, các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học, an toàn dịch bệnh và sử dụng vaccine dịch tả lợn châu Phi cho đàn lợn. Phân công lực lượng triển khai giám sát dịch bệnh đến tận thôn bản, kịp thời phát hiện, tổ chức xử lý dứt điểm các ổ dịch khi mới phát sinh còn trong diện hẹp, không để lây lan phát sinh thêm ổ dịch mới. Kịp thời phát hiện, ngăn chặn và kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp mua bán, vận chuyển lợn bệnh, vứt xác lợn chết làm lây lan dịch bệnh, ô nhiễm môi trường. Hướng dẫn người chăn nuôi tăng cường áp dụng các biện pháp vệ sinh, sát trùng tiêu diệt mầm bệnh khu vực chuồng nuôi và khu vực xung quanh có nguy cơ cao, đẩy mạnh chăn nuôi an toàn sinh học. Kịp thời hỗ trợ, khuyến khích, hướng dẫn, giám sát các cơ sở chăn nuôi lợn trên địa bàn chủ động nguồn kinh phí tiêm phòng vaccine dịch tả lợn châu Phi, đảm bảo hiệu quả, an toàn. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh giao Sở Nội vụ tỉnh Thanh Hóa chủ trì, khẩn trương xin ý kiến hướng dẫn của Bộ Nội vụ về công tác kiện toàn hệ thống quản lý nhà nước về thú y, tăng cường năng lực hệ thống thú y trên địa bàn tỉnh, đảm bảo theo đúng các quy định của Đảng, nhà nước, phù hợp với tình hình thực tế của tỉnh để đảm bảo các nguồn lực tổ chức triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ phòng chống dịch bệnh động vật. Báo cáo Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh trước ngày 30 tháng 8 năm 2024 để chỉ đạo thực hiện. Toàn văn chỉ thị số 11 của Ủy ban Nhân dân tỉnh được đăng tải trên website truyenhinhthanhhoa.vn. Cuộc thi quan trọng nhất trong năm của Âm vang xứ Thanh năm thứ 18. Bốn chàng trai đã sẵn sàng chinh phục chiếc vòng nguyệt quế danh giá nhất. Lê Anh Tuấn, trường Trung học phổ thông Lê Lợi. Bằng bản lĩnh, sự quyết đoán, Anh Tuấn đã lội ngược dòng ngoạn mục ở vòng thi cuối để mang cầu truyền hình về với Thọ Xuân. Trịnh Trọng Trung Hiếu, trường phổ thông Triệu Sơn. Sự bình tĩnh, tự tin đã làm nên chiến thắng tuyệt đối cho Trung Hiếu để một lần nữa cầu truyền hình trực tiếp chung kết ở vàng xứ Thành lại về với trường phổ thông Triệu Sơn. Và chúng ta sẽ tiếp tục ghi tên bạn Bảo Sơn đến từ trường phổ thông Nguyễn Mộng Tuân. Hoàng Bảo Sơn, trường phổ thông Nguyễn Mộng Tuân. Chàng trai với những phần thi đầy thuyết phục đã băng băng về đích với điểm số cách biệt. Vâng ạ, một câu trả lời rất là rõ ràng và hoàn toàn chính xác. Trầm tĩnh và vô cùng chắc chắn, Nguyễn Minh Dũng, trường Trung học phổ thông Đông Sơn 1 đã xuất sắc giành tấm vé cuối cùng của trận chung kết. Ai sẽ là người bước lên bục cao nhất của Âm vang xứ Thanh năm thứ 18? Mời quý vị và các bạn cùng đón xem câu truyền hình trực tiếp chung kết Âm vang xứ Thanh năm thứ 18 vào lúc 8 giờ 30 thứ bảy ngày 20 tháng 7 năm 2024 trên kênh TTV và trên các nền tảng số.
của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Thưa quý vị và các bạn, Kim Sâu âm vang xứ Thanh năm thứ 18 đã đi đến vòng thi cuối cùng. 4 thí sinh xuất sắc nhất có mặt tại trận chung kết đã được xác định. Đó là Lê Anh Tuấn, trường Trung học phổ thông Lê Lợi, Thọ Xuân, Trịnh Trọng Trung Hiếu, trường phổ thông Triệu Sơn, Nguyễn Bình Dũng, trường Trung học phổ thông Đông Sơn 1 và Hoàng Bảo Sơn, trường phổ thông Nguyễn Mậu Tuân, Đông Sơn. Bắt đầu ghi hình từ tháng 11 năm 2023, Game Show Âm Vang Xứ Thanh năm thứ 18 đã trải qua 28 cuộc thi với sự tham gia của 64 thí sinh xuất sắc đại diện cho 32 ngôi trường trung học phổ thông trên toàn tỉnh. Là thí sinh đầu tiên ghi tên mình trong trận chung kết, Lê Anh Tuấn, trường trung học phổ thông Lê Lợi đã thể hiện bản lĩnh, sự quyết đoán ở những giây cuối quyết định khi lội ngược dòng ngoạn mục ở phần thi cuối cùng của vòng so tài. Với quyết tâm một lần nữa mang cầu truyền hình về với trường phổ thông Triệu Sơn, Trịnh Trọng Trung Hiếu đã giành chiến thắng thuyết phục ở tất cả các trận thi để ghi tên mình vào vòng chung kết. Trong khi đó, Hoàng Bảo Sơn của trường Trung học phổ thông Nguyễn Mộng Tuân, Đông Sơn đã thi đấu xuất sắc và giành chiến thắng cách biệt các thí sinh còn lại ở vòng so tài 3. Cái tên cuối cùng góp mặt ở trận chung kết Âm Vang Xứ Thanh năm thứ 18 đó chính là Nguyễn Minh Dũng của trường Trung học phổ thông Đông Sơn 1. Trầm tĩnh và vô cùng chắc chắn, qua từng vòng thi, Minh Dũng luôn chứng tỏ được sự tự tin và nền tảng kiến thức vững chắc của mình. Mỗi người một thế mạnh, nhưng điểm chung giữa họ là sẵn sàng chinh phục vòng nguyệt quế. Tất cả hứa hẹn mang đến một trận chung kết bùng nổ và hấp dẫn đến những giây phút cuối cùng. Chung kết Âm Vang Xứ Thanh năm thứ 18 sẽ được truyền hình trực tiếp lúc 8:30 sáng ngày 20 tháng 7 năm 2024 trên TTV và trên các nền tảng số của Đài Phát thanh Truyền hình Thanh Hóa. Mời quý vị và các bạn chú ý đón xem. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Xin kính chào và hẹn gặp lại.